không cần phải căng thẳng thế. Chắc cậu thắc mắc tôi mời cậu bữa cơm là có điều gì. Thật ra tôi không có ý đồ gì đâu. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì cậu đã kết bạn với thằng con trai ngu ngốc của tôi. Hơn nữa lại còn góp vốn làm ăn chung với nó. Việc đó rất đáng để cảm ơn nhé. Vì tôi biết cậu là một người chắc chắn khôn ngoan. Chắc là rất khó chịu khi phải ở bên cạnh nó. Tôi là bố nó mà không chịu được. Vậy nên bất kể một lý do gì, tôi cũng nên phải cảm ơn cậu một câu. Chắc chú hiểu lầm. Ừ? Thứ nhất, bao nhiêu năm nay Đạt là người hẹn gặp cháu, chứ cháu không hẹn gặp Đạt. Nếu mà chủ động làm thân sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Nhưng đây Đạt lại hẹn gặp cháu, lại làm việc khác, phải không ạ? Thứ hai, chính vì cháu là một thằng mà cả xã hội xa lánh, ghê sợ, ruồng bỏ, thì cháu lại rất là xúc động khi Đạt lại không kỳ thị. Ở Đạt có chút ngây thơ, hồn nhiên. Chắc điều đó làm chú không thích. Nhưng ở trong thế giới bọn cháu thì là một thứ vô cùng quý giá. Thứ ba, cháu cũng biết cái vụ làm ăn này có chút kỳ lạ, và cũng đã khuyên Đạt, cảnh báo Đạt rất là nhiều lần là phải cẩn thận. Nhưng bọn cháu đã đi kiểm tra tất các xưởng gốm, nơi sản xuất đồ gốm mỹ nghệ, đều không có vấn đề gì. Đối tác là thật, hợp đồng là thật. Dù tất cả những thứ đó cũng không đủ để cháu tin 100%. Nhưng mà cháu không còn lý lẽ gì để ngăn cản Đạt. Cháu sợ Đạt thất bại rồi sẽ suy sụp. Nên cháu rất muốn sát cánh cùng cậu ấy. Tôi không tin. Tôi không tin vào lòng tốt của người dân. Tôi không tin vào cái nghĩa khí xến sầm của cậu. Tôi càng không tin cái miếng bánh từ trên trời rơi xuống đầu một thằng như con trai tôi. Tôi chỉ tôn thờ một triết lý. Mỗi một miếng ăn cần phải đổ mồ hôi và công sức thì mới bền vững và chắc chắn. Công sức của các cậu bỏ ra không xứng với lợi nhuận mà các cậu được thưởng. Có lẽ cháu với chú không cùng quan điểm. Chú bảo mỗi miếng ăn đều phải bỏ công sức và mồ hôi. Vậy cháu xin trả tiền một nửa bữa ăn ngày hôm nay. Em ơi, tính tiền! Anh, đây là nhà hàng của ông chủ ạ. Nhà hàng nào chẳng phải của ông chủ? Nhưng đây chính là ông chủ. Tính tiền nửa bữa ngày hôm nay cho anh.